Chào mừng các bạn quay lại với bài học tiếp theo. Chúng ta sẽ đi cài phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Thì phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện nay được cập nhật rất là thường xuyên. Trước tiên, chúng ta sẽ lưu ý ở phần tải các cái phần mềm kê khai thuế và các cái phần mềm hỗ trợ liên quan. Ví dụ như là iTax TeamView hay là phần mềm Java. Thì các bạn nên lên các cái trang nhận tờ khai .gdt.gov.vn, trang mà chúng ta kê khai thuế, để chúng ta tải các phần mềm này. Nếu như các bạn tải ở những cái website mà do các bạn search ở trên Google ra, thì có thể những cái bản đó thường nó bị lỗi hoặc là dễ bị virus. Cho nên các bạn lưu ý nên chúng ta nên tải những cái phần mềm hỗ trợ kê khai thuế liên quan ở trên cái website này. Ở đây ví dụ như giờ chúng ta sẽ tải cái phần mềm HTKK và cái phần mềm iTax TeamView để mà đọc các cái file khi chúng ta xuất ra. Chúng ta sẽ tải về trước, chúng ta sẽ click vào, thì nó ở đây chúng ta sẽ có cái đường để tải về, chúng ta sẽ click vào. Ở trên cái website này thì thường xuyên có những cái thông báo mới của cơ quan thuế, cho nên chúng ta thường xuyên nên truy cập vào website này để cập nhật những cái thông tin thay đổi về các cái phần mềm cũng như các cái thông tin liên quan đến thuế. Rồi. Sau khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ click vào cái menu này. Tải về thì nó sẽ là một cái file phê nén, chúng ta sẽ click vào đây để giải nén ra. Rồi. Chúng ta sẽ click vào cái file này, cái file setup này để chúng ta cài đặt. Việc cài đặt cái phần mềm này, các ứng dụng này thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bấm net net này thì nó sẽ đến khi kết thúc thì thôi. Ở đây có hai cái lựa chọn, đó là cài đặt nâng cấp ứng dụng hay là cài đặt gỡ bỏ ứng dụng trong hệ thống. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng cái phiên bản cũ thì chúng ta nên cài nâng cấp lên. Còn nếu như chúng ta cài mới hoàn toàn, muốn bỏ phiên bản cũ đi thì chúng ta sẽ click vào cái tùy chọn ở dưới. Ở đây thì tôi sẽ chọn là cài đặt nâng cấp ứng dụng. Cái chương trình cài đặt của chúng ta rất là nhanh và chúng ta chỉ cần bấm vào nút Finish này. Tương tự, bây giờ chúng ta sẽ tải cái phần mềm iTax TeamView về. Tải cái phần mềm iTax TeamView về ở đây để nó đọc các cái hồ sơ của bên thuế. Nếu mà máy chúng ta chưa có cái Java thì chúng ta sẽ tải về và cũng cài đặt tương tự.
Sau khi cài về thì chúng ta sẽ mở cái thư mục đó ra và giải nén cái file này ra. Chúng ta sẽ click vào cái file này để chúng ta cài đặt cái ETAG TeamView. Ở đây nó sẽ hỏi mình rằng là có tạo một cái socket ở trên cái desktop hay là không. Có thể là chọn hoặc là không, tùy của chúng ta. Cách cài đặt các phần mềm này rất là đơn giản. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài xong. Sau khi chúng ta cài xong rồi thì chúng ta sẽ đóng máy lại, đóng tất cả các cái chương trình lại là chúng ta sẽ khởi động lại máy.